Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 2, Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ ông Nguyễn Vũ Nhật Quang, 44 tuổi, ngụ phường 2 để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, đêm ngày 21 tháng 2, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Bảo Lộc cùng lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn. Khoảng 21 giờ 30 phút, lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe của ông Quang khi người này điều khiển xe máy trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành dừng xe mà tăng ga bỏ chạy. Thượng úy Đoàn Nhật Hà cùng trung úy Nguyễn Minh Trung dùng mô tô chuyên dụng đuổi theo, yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng ông Quang vẫn chống đối. Khi đến đường Mạc Đĩnh Chi, ông Quang muốn đưa xe vào nhà trốn tránh thì Thượng úy Hà đã dùng tay giữ xe máy của ông Quang lại. Lúc này, ông Quang dùng một thanh sắt đánh mạnh, khiến Thượng úy Hà bị gãy xương trụ cẳng tay trái. Sau khi chống người thi hành công vụ, ông Quang dắt xe máy vào nhà, khóa trái cửa, tắt điện nhằm chống đối lực lượng chức năng. Công an thành phố Bảo Lộc đã huy động lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường để điều tra vụ việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Nguyễn Vũ Nhật Quang là 0,378mg trên 1 lít khí thở. Thượng úy Hà sau khi bị tấn công đã được đưa đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng cấp cứu rồi chuyển về thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Ngày 23 tháng 2, thông tin từ Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tổ công tác cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông say xỉn nằm vạ giữa đường Điện Biên Phủ khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có các loại giấy tờ liên quan. Hiện Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan. Người đàn ông này tên là Nguyễn Đức Hắc, sinh năm 1964, ngụ đường Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố Huế, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế và đã nghỉ hưu. Trước đó vào khoảng 19 giờ 35 phút ngày 22 tháng 2, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động tại đường Điện Biên Phủ thì phát hiện ông Hắc điều khiển mô tô biển số 75F1051XX lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ đường Nguyễn Huệ lên cầu Năm Dao, có dấu hiệu nghi vấn sử dụng nồng độ cồn. Tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm tra và yêu cầu ông Hắc kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, ông Hắc đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra và đã có những lời lẽ bất cần đời, thách thức và xúc phạm đến tổ công tác, dừng xe giữa mặt đường Điện Biên Phủ và nằm vạ giữa đường rồi bấm điện thoại gây ách tắc giao thông. Tổ công tác đã xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để làm việc. Một số thông tin cho biết ông Hắc từng bị tai nạn giao thông vào năm 2013 nên phải nghỉ hưu sớm do di chứng. Ông Hắc thường phải khám điều trị chứng rối loạn lo âu. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã ra quân kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn. Với tiêu chí không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bước đầu đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên khắp cả nước. Bộ Công an cũng vừa có dự thảo báo cáo Quốc hội giải trình quy định hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vừa qua. Đáng chú ý, theo nội dung dự thảo báo cáo của Bộ Công an, việc uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là vấn đề xã hội không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Do vậy, hiện các quốc gia trên thế giới quy định xử lý rất nghiêm đối với hành vi này. Trong đó chia làm hai nhóm, nhóm cấm tuyệt đối vi phạm nồng độ cồn và nhóm quy định về ngưỡng nồng độ cồn được phép đối với người lái xe. Tuy nhiên, ở Việt Nam, văn hóa và giao thông hiện rất cần nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện vì điều kiện tham gia giao thông ở nước ta có nhiều đặc thù. Bên cạnh đó, theo khảo sát của một số tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong số nước có mức tiêu thụ rượu, bia và đồ uống có cồn đứng vào loại cao trên thế giới. Đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới. Đây là tỷ lệ rất đáng báo động. Theo dự thảo của Bộ Công an, rượu bia là một trong những nguy cơ gây tàn tật và tử vong hàng đầu ở nước ta. Hơn 50% các vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà người phạm tội trước khi gây án có sử dụng rượu bia và hơn 30% các vụ bạo lực gia đình có liên quan đến dùng bia rượu. Do vậy, Bộ Công an cho rằng cần kiểm soát chặt nồng độ cồn, ngoài ý nghĩa đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Dự thảo Bộ Công an cho biết, văn hóa ẩm thực nước ta có nhiều điểm đặc thù, có tính cả nể. Nếu quy định nồng độ cồn bằng không thì không uống,
nhưng nếu có một hạn mức nào đó thì lái xe có thể gặp trường hợp bị ép uống. Dự thảo của Bộ Công an nêu, bên cạnh đó, đồ uống có cồn gây nghiện, đã uống thì không dễ dừng, mà khi đã say thì sẽ khó nhớ luật quy định gì. Có trường hợp nhậu từ hôm trước mà hôm sau vẫn bị phạt vì uống quá nhiều hoặc do cơ địa. Nhiều người hôm trước nhậu say, hôm sau vẫn váng đầu nhức óc cả ngày, ảnh hưởng đến khả năng lái xe. Việc lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo có thể gây ra thảm họa với những người vô tội, như một số trường hợp lái xe say rượu gây tai nạn liên hoàn thời gian qua. Cũng theo văn bản này, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân hiện nay chưa tốt, xem thường pháp luật, cố ý vi phạm pháp luật về giao thông, thậm chí thách thức lực lượng chức năng khi bị kiểm tra xử lý. Khi một ý thức tồi có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người, do đó xã hội rất cần sự nghiêm khắc, dự thảo của Bộ Công an nêu. Vẫn theo dự thảo này, Bộ Công an cho rằng quy định cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện sau khi dùng rượu bia đã được quy định tại Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Luật không cấm uống rượu bia, chỉ cấm uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Lấy dẫn chứng, Bộ Công an thống kê, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia chiếm 20% tổng số người chết bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra. Bên cạnh đó, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn với lái xe đang phát huy hiệu quả, thể hiện trong năm 2023, số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia giảm 25%, giảm 50% số người chết và giảm 22% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Từ các lý do nêu trên, Bộ Công an khẳng định nên tiếp tục kế thừa quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, cấm tuyệt đối người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông để có chế tài xử lý nghiêm khắc, dần hình thành thói quen, văn hóa, đã uống rượu bia thì không lái xe. Sau khi ý thức, văn hóa giao thông hình thành tốt, có thể nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Chiều ngày 22 tháng 2, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn. Thông tin tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an thành phố cho biết, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, trên địa bàn thành phố xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết và 15 người bị thương. Trong đó có 2 vụ, người điều khiển phương tiện có vi phạm nồng độ cồn, chiếm 11,11%. So với 7 ngày trước đó, giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể, giảm 18 vụ, tức giảm 50%, giảm 7 người chết, tức giảm khoảng 70%, giảm 2 người bị thương, tức giảm 12%. Còn so với cùng kỳ, 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số vụ tai nạn tăng 3 vụ, tăng 20%. Tuy nhiên, số người chết giảm 4 người, tức giảm khoảng 47%. Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, ngay từ đầu năm 2023, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trong đó việc xử lý chuyên đề nồng độ cồn được thực hiện thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm hình thành thói quen văn hóa, đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân. Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin, việc này đã góp phần kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trong năm 2023. Cụ thể, trong năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 1.729 vụ tai nạn giao thông, làm chết 661 người, bị thương 1.049 người. So với năm 2022, giảm 408 vụ, tương đương mức giảm 19%. Giảm 113 người chết, tương đương mức giảm 15%. Giảm 271 người bị thương, tức giảm khoảng 21%. Thượng tá Lê Mạnh Hà nhìn nhận, qua thống kê tình hình xử lý vi phạm giao thông cho thấy, người dân thành phố đã dần hình thành thói quen văn hóa giao thông, đã uống rượu bia không lái xe. Cũng trong ngày 22 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 10 ngày Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với 10.399 người. Số tiền dự kiến xử phạt là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, cảnh sát giao thông tước giấy phép lái xe có thời hạn 2.583 trường hợp, tạm giữ 4.987 phương tiện. Các lỗi gồm vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá tải, dừng đỗ sai quy định, chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm. Với lỗi vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 4.620 người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Ngoài ra, phát hiện 35 lái xe dương tính với chất ma túy. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn
và các lễ hội xuân đầu năm 2024. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt tinh thần xuyên Tết, xuyên đêm, không có giờ nghỉ, ngày nghỉ, với mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra đua xe trái phép và các vấn đề phức tạp phát sinh. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.